Chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Studio. Bên cạnh những thông tin liên quan đến chiếc điện thoại dẻo, đó chính là Galaxy F đang làm mưa làm gió trên khắp mạng xã hội thông tin liên quan đến chiếc điện thoại Samsung trong nhiều ngày trở lại đây, thì chiếc Galaxy F10 cũng đang đặt ra rất nhiều niềm tin nhất định, bởi không giống như một sản phẩm thử nghiệm như là Galaxy F, thì Galaxy F10 thực sự là mẫu điện thoại mà Samsung muốn bán chạy nhất, hay nói đúng hơn đó chính là mang lại thành công nhất để vực dậy được mảng di động đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng của họ. Trong thời gian gần đây thì Studio đã có một vài video tập hợp về mẫu điện thoại này vào cái thời điểm trước đây, thì và trong những thông tin mới đây nhất thì vừa chúng ta nhận được ấy, thì chúng ta đang tiếp tục hình dung ra những cái đặc điểm thần thánh mới của Samsung sẽ trang bị trên chiếc Galaxy S10, đó là camera. Thứ sẽ hứa hẹn sẽ được coi là giúp Samsung lấy lại được cái vị thế ông lớn ở trong làng nhiếp ảnh sau khi mất vào tay Huawei vào năm 2018 vừa qua. Vậy thì những đặc điểm đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích trong video này nha. Và hiện tại nếu các bạn đang quan tâm đến bất cứ dòng sản phẩm Samsung nào thì các bạn có thể tham khảo tại Viettablet. Tại đây thì có đầy đủ phiên bản sách tay, phiên bản chính hãng để anh em thể lựa chọn. Và chi tiết hơn thì anh em có thể click trực tiếp đường link ở phía phần mô tả nhé. Ok, quay trở lại với nội dung chính thì các thông tin về việc Samsung sẽ thêm một vài ống kính nữa cho cụm camera của chiếc Galaxy S10 đã không còn là một điều gì quá mới mẻ. Nhưng mà vấn đề một chỗ đó chính là công ty Hàn Quốc sẽ muốn thêm bao nhiêu mới là điều chúng ta quan tâm. Nguồn tin thì nói rằng Galaxy S10 sẽ có 3 ống kính, nguồn tin khác lại cho rằng nó sẽ có 4 ống kính. Nguồn tin nữa thì có là 5 ống kính, và giờ đây các thông tin mới nhất nhận được từ chính một nguồn tin lớn đến từ Hàn Quốc lại cho rằng cái bộ phận của Samsung tiết lộ ra rằng theo một cái thông tin rất là khủng, đó chính là Galaxy S10 sẽ có tới 6 ống kính. Wow, thật không thể tin nổi. Tuy nhiên thì không phải là tất cả các cái phiên bản của Galaxy S10 đều có số lượng ống kính gớm đến như vậy. Thay vào đó thì một nguồn tin tiết lộ rằng cái thế hệ Galaxy S10 sẽ có tới 4 phiên bản riêng biệt. Một phiên bản Galaxy S10 Lite với phần cứng tầm trung và mức giá rất là thấp. Thấp ở đây có nghĩa là nó phù hợp với phần đông người dùng ấy. Phiên bản tiếp theo, phiên bản Galaxy S10 tiêu chuẩn sẽ là kế nhiệm của Galaxy S10, và phiên bản Galaxy S10 Plus kế nhiệm của chiếc Galaxy S9 Plus. Cuối cùng là Galaxy S10 Pro, phiên bản cao cấp nhất với hỗ trợ mạng 5G. Trong đó thì phiên bản Galaxy S10 Pro chính là phiên bản Galaxy S10 có nhiều camera nhất, đó chính là 6 camera. Tuy nhiên thì cách sắp xếp camera của máy này lại có một đôi chút gì đấy nó quen thuộc, khi mà 6 camera của máy sẽ được chia ra làm các cái cụm camera kép selfie ở mặt trước và cụm camera 4 ống kính ở phía mặt lưng. Chúng ta đã không còn gì xa lạ về một chiếc điện thoại Samsung có 4 ống kính, như là chiếc Galaxy A9 gần đây nhất thì đã làm được điều đó. Do đó thì không ngoại trừ việc Galaxy S10 Pro sẽ phần nào thừa hưởng được cái cách sắp xếp camera của Galaxy A9, nhưng nó sẽ được nâng cấp hơn nữa về phần cứng camera để có thể tương xứng với vị thế là flagship đầu bảng, cũng như là đem đến công nghệ camera độc quyền đến từ những flagship lên những chiếc Galaxy S10 này. Về cụm camera 4 ống kính ở phía mặt lưng thì các dự đoán cho rằng nó sẽ bao gồm ống kính chính 12 megapixel có khả năng thay đổi cao độ từ f/1.5 đến f/2.4 quen thuộc, kết hợp với ống kính góc rộng với độ phân giải là 8 megapixel khẩu độ f/2.4 và ống kính đo độ sâu trường ảnh với độ phân giải là 5 megapixel khẩu độ f/2.2 cùng với một ống kính tele. Đồng nghĩa với việc thiết bị này sẽ có khả năng zoom quang thực 2x mà không cần đến giả lập như nhiều mẫu điện thoại khác. Việc sử dụng cả ống kính tele và ống kính đo độ sâu trường ảnh được cho là sẽ giúp cho sản phẩm có khả năng chụp ảnh xóa không tốt hơn, hoặc ít nhất đó chính là giúp lấy nét chủ thể một cách tốt hơn so với những việc giả lập bằng camera đơn. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà còn thực tế thì chúng ta vẫn cần thêm thời gian để có thể thử nghiệm. Các tính năng khác đáng chú ý trên cụm camera của chiếc điện thoại này bao gồm lấy nét theo pha siêu tốc, tính năng AI, chúng ta sẽ có tự động điều chỉnh các cái cài đặt dựa trên ngữ cảnh chụp dựa vào trí tuệ nhân tạo với khả năng nhận diện được rất nhiều khung cảnh khác nhau để có thể tự động điều chỉnh đưa ra các cái cài đặt thích hợp nhất, như là quay video 4K 60fps hay là 4K HDR tương tự như chiếc điện thoại đến từ Sony. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có chống rung điện tử kết hợp với chống rung quang học kép, và quay video sẽ là Super Slow Motion Full HD 960fps/giây. Trong khi đó thì cụm camera kép ở phía mặt trước của máy cũng không phải dạng vừa, khi có độ phân giải lần lượt đó chính là 24MP khẩu độ f/2.2 và 8MP khẩu độ f/2.2, và sẽ hỗ trợ chụp ảnh selfie nhóm cũng như là làm đẹp 3D sticker vân vân và mây mây. Hoặc là cũng có thể kết hợp với cảm biến hồng ngoại để có thể đem đến cái tính năng nhận diện khuôn mặt 3D.
Có thể thấy rằng khi so sánh trực tiếp với cụm camera 4 ống kính của chiếc Galaxy A9 gần đây thì cụm camera 4 ống kính của chiếc Galaxy S10 Pro có đôi chút khác biệt. Trong đó đáng kể nhất đó chính là khả năng thay đổi khẩu độ vẫn độc quyền trên những chiếc flagship này, cùng với cụm camera chống rung quang học kép vẫn có mặt. Rõ ràng thì việc thêm nhiều ống kính với tính năng chính đó chính là đo độ sâu trường ảnh kết hợp với sức mạnh đến từ AI và con chip Exynos 9820 thì giúp cho chúng ta có được những cái bức ảnh chụp vượt trội và thậm chí có thể sánh ngang với những chiếc điện thoại đầu bảng đến từ Huawei mà Samsung chưa thể theo kịp trong năm 2018 vừa qua. Nhìn chung thì có thể thấy rằng sau 2 năm nâng cấp chiếc Galaxy S8 và S9 thì thế hệ Galaxy S10 sẽ là mẫu điện thoại hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều đột phá của Samsung, tiếp tục chứng tỏ vị thế của ông lớn hàng đầu thế giới hiện tại. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Galaxy S10 cũng như là các bạn kỳ vọng gì ở chiếc điện thoại này? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn lại. Mình thì mình thấy rằng Galaxy Note 9 vẫn là chiếc điện thoại đáng mua nhất ở hiện tại, ngon nhất, bổ nhất và hợp lý nhất. Anh em quan tâm thì có thể tham khảo tại Viettablet nhé.